Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Cập Nhật Cuối Ngày trên S Channel. Và trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 6 sẽ có những tin tức nổi bật gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại ngay bây giờ nhé. Trong ngày hôm qua thì ca sĩ Đức Phúc đã đăng tải một video nhạc chế của bài hát Ánh Nắng Của Anh về VinFast với những hình ảnh cực kỳ lãng mạn và dễ thương khiến cho các fan không khỏi thích thú. Nội dung của MV thì xoay quanh câu chuyện tình yêu vô cùng đẹp và bình yên của một cặp đôi từ lúc mới gặp nhau cho đến khi già đi. Cuộc sống của họ thì dường như là chỉ có một màu hồng của tình yêu thôi. Họ đến với nhau khi mà chưa có gì trong tay cả, chỉ vỏn vẹn có một chiếc xe cũ thường xuyên hỏng hóc. Vậy nên là mục tiêu to lớn nhất của bạn trai chính là có thể mua được một chiếc ô tô mới để giúp vợ mình đỡ vất vả hơn. Tưởng là một điều khó khăn nhưng mà mọi thứ thì đã có thể dễ dàng từ khi mà chàng trai này nhìn thấy chương trình đổi xe cũ lấy xe mới của VinFast chỉ với 4 bước đơn giản, và thủ tục đổi xe rất nhanh chóng khiến cho vợ anh đã không khỏi bất ngờ và hạnh phúc. Về sau này khi mà con trai của họ trưởng thành thì có thể tự lập nghiệp và cũng đã mua được một chiếc xe VinFast để làm quà cho bố mẹ, và có thể nói VinFast đã đồng hành cùng với những dấu ấn quan trọng của cuộc đời cũng như là cuộc sống của họ. Sau khi xem xong MV này thì nhiều fan đã cảm thấy thích thú và chia sẻ luôn mong muốn là cũng muốn có được một cuộc sống bình yên như vậy. Chương trình đổi xe cũ lấy xe mới cũng là bước đầu tiên để mọi người có thể phấn đấu để có được một cuộc sống no đủ và hạnh phúc hơn. Bởi vì những người mà chúng ta yêu thương nhất thì xứng đáng có được những điều tuyệt vời nhất. Nếu các bạn cũng đang quan tâm đến chương trình đổi xe cũ lấy xe mới thì các bạn có thể truy cập vào ngay đường link là trang web chính thức của VinFast để tìm hiểu về những thông tin của chương trình này nhé. Sau những ồn ào trong suốt những ngày vừa qua thì trong ngày hôm nay, MC Trấn Thành đã gửi đơn lên công an để xử lý những cô gái đã vu khống mình sử dụng chất kích thích. Vào tối ngày 29 tháng 5 vừa qua thì trên mạng xã hội đã bất ngờ xuất hiện những hình ảnh về một nam diễn viên nổi tiếng được cho là đang sử dụng chất kích thích. Người tung thông tin này còn cho biết MC Trấn Thành đã tham gia vào cuộc vui này. Sự việc này đã khiến cho dư luận bàn tán rất xôn xao, và trong buổi làm việc trực tiếp với hai cô gái tung tin đồn vào ngày 1 tháng 6 vừa qua thì MC Trấn Thành cùng với luật sư riêng của mình đã yêu cầu giải thích rõ vấn đề này là tại sao những người này lại chọn anh để bôi nhọ. Để có bằng chứng giải thích với công chúng, MC Trấn Thành đã xin phép hai cô gái này được quay hình lại cuộc nói chuyện này và sẽ làm mờ mặt để đảm bảo quyền riêng tư về hình ảnh. MC Trấn Thành đã xác nhận với những người tung tin nhắn tố mình sử dụng chất kích thích là không hề quen nhau. Người đăng tải thông tin gốc cũng thừa nhận là chỉ đang giỡn và đã xóa bài sau 5 phút, sau đó chủ động nhắn tin trên fanpage của Trấn Thành ngay cả khi mà anh chưa lên tiếng cảnh báo. Cùng với đó thì MC Trấn Thành đã gọi FaceTime với cô gái có tên là Jessie Nam, hiện tại đang sống tại Singapore và không thể về Việt Nam để làm việc trực tiếp. Cô gái này cũng cho biết là đang bị khủng hoảng tinh thần và gia đình đã bị ảnh hưởng rất nhiều và mong muốn được xin lỗi anh. Mới đây thì MC Trấn Thành đã có một động thái tiếp theo, đó chính là thông báo sẽ chính thức gửi đơn lên công an để nhờ cơ quan chức năng can thiệp để giải quyết. Còn phía cơ quan công an sẽ xử phạt ra sao thì nam MC này sẽ tuân theo quy định của pháp luật. MC Trấn Thành mong là các cấp lãnh đạo sẽ nghiêm trị những trường hợp như thế này để bảo vệ cho những nghệ sĩ cũng như là trật tự xã hội. Bên cạnh đó thì luật sư cũng như là quản lý của Trấn Thành sẽ tiếp tục theo dõi và tổng kết mức độ thiệt hại. Nếu quá nặng thì sẽ khởi kiện những người vu khống mình, và số tiền thắng kiện sau khi chi trả chi phí cho luật sư thì MC Trấn Thành sẽ đem đi từ thiện. Ông xã của Hyrule cũng mong muốn là sự cố này sẽ kết thúc tại đây và đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả và bạn bè cũng như là đồng nghiệp đã luôn yêu thương và ủng hộ mình. Mới đây thì mặc dù liên tiếp bị các fan tung ra những bằng chứng khó có thể chối cãi về nghi vấn hẹn hò cùng với hot girl Ruby Sachi của nhóm Pháp TV, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ Ngô Kiên Huy vẫn tiếp tục giữ im lặng. Sau khi mà mối tình 8 năm tan vỡ với Khổng Tứ Quỳnh thì Ngô Kiên Huy cũng rất hiếm hoi mà chia sẻ về những chuyện đời tư của mình với công chúng. Chính điều này thì cũng đã khiến cho nhiều người vô cùng tò mò. Thế nhưng mà cách đây ít lâu thì mạng xã hội đã bất ngờ xôn xao thông tin Ngô Kiên Huy đã có tình mới sau một năm chia tay, đó chính là hot girl Ruby Sachi. Nói có sách mách có chứng thì cư dân mạng đã soi ra hàng loạt những bằng chứng hẹn hò của Ngô Kiên Huy và bạn gái tin đồn, dù cả hai vẫn cực kỳ khéo léo để giữ kín. Bằng chứng mới nhất về cặp đôi này là một bức hình selfie trước gương được đăng tải trên trang cá nhân. Ngô Kiên Huy đã để lộ một chiếc ốp cá tính giống hệt với kiểu mẫu mà Ruby Sachi cầm trong một video được đăng tải trên YouTube. Mặc dù đây là chi tiết khá là nhỏ nhưng lại rất tinh tế, và lần này thì lại càng khiến cho người hâm mộ chắc chắn với tin đồn này và mong ngóng đến ngày mà cả hai sẽ chính thức công khai mối quan hệ tình cảm này trong tương lai gần nhất. Trước đó thì một loạt những bằng chứng đã được thám tử mạng đưa ra, như là Ruby Sachi cũng góp mặt trong bữa tiệc khai trương của một cửa hàng của Ngô Kiên Huy, và cặp đôi đã cùng với nhóm bạn đi chơi tại Hàn Quốc vào hồi Valentine vừa qua, hay là thường xuyên check-in cùng một địa điểm, và thậm chí là cả hai đều chọn Nhật Bản để đi du lịch trong tháng 9 năm 2019 vừa qua. Hơn nữa thì Vinh Dâu và Trần Long là hai thành viên trong nhóm Pháp TV cũng nhiều lần bình luận ẩn ý dưới các bài viết của Ngô Kiên Huy.
Mới đây thì rất nhiều trường đã quyết định chặt bỏ hàng loạt những cây phượng đang ra hoa giữa mùa hè, khiến cho nhiều người không khỏi tiếc nuối. Và được biết thì quyết định này đã được đưa ra từ sau khi vụ việc đổ cây phượng thương tâm đã xảy ra tại một trường học tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây thì liên tiếp xảy ra những vụ việc như là những cây phượng lâu năm đã đổ giữa sân trường, khiến cho nhiều người vô cùng lo ngại. Và thương tâm nhất đó chính là vụ cây phượng đã bật gốc trong sân trường của trường Trung học phổ thông Bạch Đằng tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 26 tháng 5 vừa qua. Vụ việc thì đã khiến cho 18 học sinh bị thương, trong đó có một em học sinh không may đã thiệt mạng. Và để đề phòng việc là những loài cây khác trong trường cũng sẽ trở thành hung thần đe dọa sự an toàn của học sinh và sinh viên và nhiều người khác nữa, thì không ít địa phương đã yêu cầu các trường học tăng cường chăm sóc cây xanh và kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây, đặc biệt là với những cây phượng vĩ với khả năng là mục rỗng thân và gốc rất cao. Bên cạnh đó thì rất nhiều trường đã quyết định là đốn bớt những cây có nguy cơ đổ cao, vừa để tránh tình trạng cây đột ngột đổ gây thương tích, vừa để hạn chế việc gãy cành khi mà mùa bão đến. Dù biết là đây là những quyết định hợp lý khi mà hàng loạt những vụ đổ cây đã xuất hiện và đe dọa sự an toàn của con người, nhưng mà rất nhiều người khi biết đến thông tin này đã không khỏi xót xa. Phượng vĩ thì vốn đã gắn bó với quá nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, nay nhìn cây ngã xuống thì trong lòng những người học trò không khỏi thấy trống vắng. Và đa phần thì mọi người đều đồng tình với quyết định chặt cây, nhưng mà những bình luận xung quanh câu chuyện thì đều tỏ ra tiếc nuối với hình ảnh quen thuộc đã gắn liền với bao thế hệ học sinh này. Mùa hè này thật kỳ cục khi mà chúng mình tới trường và những ngày hè thì phượng hồng chẳng còn nữa. Biết là việc chặt cây là cần thiết nhưng mà nhìn cây bị chặt mà buồn quá. Một tài khoản đã chia sẻ lại như vậy. Mới đây thì nữ idol Lisa của nhóm nhạc Blackpink đã bị chính người quản lý cũ của mình lừa 1 tỷ won. Tuy nhiên thì cách mà cô nàng xử lý vụ lừa đảo này thì đã không khỏi khiến cho công chúng ngưỡng mộ và cảm phục. Theo báo Hàn Quốc thì một trong những thành viên của Blackpink là Lisa đã bị quản lý cũ của nhóm lừa mất 1 tỷ won, tức là khoảng 19 tỷ đồng. Bài báo này cũng cho biết thêm là quản lý đã theo chân Lisa từ khi mà nhóm mới bắt đầu thành lập. Là một người mới, Lisa đã đặt toàn bộ niềm tin và cực kỳ dựa dẫm vào người quản lý này. Công ty và các thành viên trong nhóm cũng hết sức tin tưởng và không hề hay biết chuyện gì cả. Và sau vài tiếng đồng hồ thì YG đã chính thức xác nhận thông tin này là hoàn toàn chính xác và đồng thời đưa ra những thông tin chi tiết về vụ việc đang được điều tra theo quy mô quốc tế này. Đáng chú ý đó chính là cách mà Lisa đã xử lý vụ án này đã không khỏi khiến cho công chúng xúc động và ngưỡng mộ vì nhân cách vàng của nữ idol. Người quản lý đã lợi dụng mối quan hệ và lòng tin của Lisa và dùng danh nghĩa môi giới bất động sản để lấy tiền từ phía cô và sau đó dùng toàn bộ số tiền này để đi đánh bạc. Lisa đã rất sốc khi mà bị người đàn ông mà cô tin tưởng lừa đảo trắng trợn như vậy. Tuy nhiên thì Lisa khó có thể công khai thông tin này vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động của cô cũng như là cả nhóm Blackpink vì là thành viên ngoại quốc người Thái Lan nên là Lisa đã rất dễ bị tổn thương và cũng khó cảnh giác về những vấn đề tài chính tại một đất nước xa lạ. Và hiện tại thì người quản lý này cũng đã bị đuổi việc, còn Lisa thì vẫn đang trong trạng thái bị sốc và khủng hoảng. YG cho biết thêm, theo ý nguyện và mong muốn xử lý bằng phương pháp hòa giải của Lisa và vì anh ta là một quản lý cũ mà chúng tôi luôn tin tưởng, người này cũng đã đồng ý hoàn trả một phần của số tiền mà anh ta đã đánh cắp và số còn lại thì sẽ được trả theo lịch và anh ta vừa mới rời khỏi công ty. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại rất nhiều những tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.